Thì hôm nay á là vụ giao lưu với quý cô chú anh chị em mắt nhỏ những cái bước cơ bản để giúp gia đình chúng ta cải thiện được cái thu nhập. Thì cái này á, Vũ nghĩ là tất cả chúng ta đều phải là bươn ra ngoài, đúng không ạ? Tìm kiếm những cái nguồn thu nhập để nuôi sống bản thân cũng như gia đình mình. Vì vậy là cái chủ đề này thì nó không có mới, nhưng mà biết ai đấy, biết là quý cô chú anh chị em cũng đã có rất là nhiều cái phương pháp, đúng không ạ? Có những cái bước cơ bản và nhiều lúc chúng ta bỏ qua. Vì vậy là Vũ cũng muốn chia sẻ cái chủ đề nhỏ nhỏ ngày hôm nay, đó là những bước cơ bản để cải thiện cái thu nhập cho gia đình mình. Nói thật ra là làm kinh tế, đúng không ạ? Làm kinh tế đó, kiếm thu nhập để nuôi gia đình thì không phải là trách nhiệm của riêng ai, đúng không ạ? Không phải trách nhiệm của riêng ai, theo Vũ nghĩ là như thế. Để có một cái cuộc sống nó đạt tiêu chuẩn thì nên, đúng không? Nếu mà tạo ra nguồn thu nhập mà phụ thuộc vào phụ nữ hay là đàn ông thì theo Vũ là nó đều là nó sẽ không tạo ra một cái không khí, đúng không? Không khí nó hòa đồng vui vẻ trong gia đình được. Ví dụ nha, là từ bản thân mình thôi. Nếu như mà mình á là thu nhập, mình là thu nhập, là tạo ra cái nguồn thu nhập chính, mình là lao động chính trong gia đình, thì cái áp lực kiếm tiền nó đè trên vai, đúng không ạ? Rất là nặng. Và có nhiều lúc là mình đi làm về mệt, thì mình gây áp lực với vợ con, thì tạo ra một cái không khí nó rất là nặng, đúng không ạ? Nó rất là nặng. Vì vậy là theo Vũ nghĩ cái điều đầu tiên thì chúng ta là nên cân bằng, nên phân công nhiệm vụ rõ ràng. Nhiệm vụ của chồng như thế nào đấy, nhiệm vụ của vợ ra sao, cho dù là thu nhập có ít đi nữa, đúng không ạ, nhưng mà vẫn là san sẻ cái gánh nặng. Thì đây là cái mấu chốt, là cố gắng làm sao mà chúng ta phải cân bằng. Chứ giờ nếu như mà mình làm ra tiền dư nuôi sống gia đình, nhưng mà người vợ, ví dụ như thế, người vợ, người ta, mình là cứ cho người ta ở nhà đó, lo chuyện gia đình, con cái, rồi cơm ăn, rồi nhà cửa đó, thì nó sẽ một thời gian đầu thì không sao, nhưng nếu như kéo dài cái thời gian như thế thì chắc chắn nó sẽ không có hạnh phúc, đúng không ạ? Vì vậy là chúng ta nên phân công nhiệm vụ vợ chồng một cách rõ ràng, và cũng phải đảm bảo cho người vợ của mình, người chồng của mình có thể có một cái khoảng thời gian ngắn thôi, không cần dài, nhưng mà một cái thời gian để mà có thêm một cái công việc gì đấy, tạo nên một cái thu nhập. Thì lúc đó là cái cuộc sống vợ chồng cũng như gia đình nó sẽ cân bằng hơn đó. Chứ còn mà nếu như mà hai vợ chồng, đúng không, nuôi con đó, còn là báo hiếu cha mẹ đó, nội ngoại hai bên, ví dụ như thế, nhưng mà dựa một mình vào vợ hay là chồng thì không sớm thì muộn, đúng không, không sớm thì muộn thì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vì vậy là chúng ta nên cân nhắc về vấn đề này. Thì cái này là Vũ cũng đã trải nghiệm. Tốt nhất muốn sống mà hạnh phúc, bền vững, gia đình là ấm no hạnh phúc, không có cái biến cố lớn, thì nên phân công rõ. Và cái mấu chốt ở đây là chúng ta cũng phải nhìn nhận lại. Chúng ta phải biết chia sẻ trang hòa. Tại vì cái này là Vũ
rất thấm, nó thật sự rất thấm. Thì Vũ khuyên nếu ai đấy đang, đúng không, nếu đang mà không phân công cái công việc vợ như thế nào, chồng như thế nào rõ ràng, thì cố gắng là chúng ta nên xem lại, cân nhắc và chúng ta dàn xếp lại để có một cái cân bằng, có một cái cân bằng. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta cố gắng tận dụng những cái thời gian rảnh rỗi thôi, ngoài cái công việc chính, chúng ta tìm một cái công việc gì đấy nó phù hợp với cả gia đình này, tạo nên một cái sự gắn kết. Vũ lấy ví dụ thôi, thì ngày nào Vũ cũng livestream này, ngày nào Vũ cũng đứng bảng. Thật sự là mình cứ nghĩ là con mình không nghe, con mình nó sẽ không để ý, mình thì khi nào rồi cũng nghĩ như thế, nhưng mà riêng con mình là lúc đó là thằng cu Út ấy, nó học lớp 7, thì cậu là được bạn mời đi sinh nhật, nhưng mà khi mà đi sinh nhật đấy thì những cái gì nó nghe lỏm mình chia sẻ trên mình livestream hoặc là mình đứng lớp đào tạo văn phòng, thì không ngờ là con mình nó lắng nghe và nó cũng hiểu được một phần. Và riêng thằng Út của nhà mình là Trịnh Nguyên Thiên Quốc ấy, sinh năm 2007, năm nay là lên lớp 11, thì cách đây 4 năm về trước thì vô tình là mời đi sinh nhật thôi. Nhưng mà có một cái công việc mà cái công việc của mình, và mình nghĩ là con mình học lớp 7 thì chắc là nó không quan tâm đâu. Nhưng mà không ngờ là đi sinh nhật thôi, nhưng mà con của mình đã tư vấn được cho vợ chồng Phương Thủy, cô giáo thầy giáo Phương Thủy, có cái nhà hàng lớn nhất cái huyện Đắc Minh là nhà hàng Phương Thủy đó. Thì ở đây thì bạn Trung Minh biết, đúng không ạ, bạn Quyên biết, và cô Lệnh là biết. Cô Lệnh biết. Vậy thì một cái cậu bé mới có 7 tuổi thôi, học lớp 7 thôi, thì làm sao mà nghĩ đến một cái lúc mà kiếm được một số tiền lớn như vậy, đúng không ạ? Không, mình cũng không nghĩ ra. Nhưng mà khi đi sinh nhật thì qua cái câu chuyện cái bạn mà của Thiên Quốc ấy, là cũng tên Vũ luôn, con của vợ chồng Phương Thủy, là học cùng lớp đó, thì qua cái câu chuyện là lớn lên học xong mày ra trường mày làm cái gì, thì con của Vũ á thì mới nói là tao là theo ba tao đó, bắt tiền làm việc và đầu tư cổ phần doanh nghiệp đó. Là có nghĩa là trong lúc mình livestream, trong lúc mình đứng lớp để mình đào tạo đội nhóm, thì con mình nó cũng ảnh hưởng và nó cũng tiếp thu được kiến thức, và dùng kiến thức đó đi sinh nhật thôi mà tư vấn được cho vợ chồng Phương Thủy, là thầy cô giáo Phương Thủy, đến giờ này là sở hữu được 10 triệu cổ phần UST. Và đương nhiên con của mình, đúng không ạ, mình cứ tính 15% thôi, thì con của mình, con của Vũ đã sở hữu cho mình là được 1,5 triệu cổ phần trong lúc lớp 7. 1,5 triệu cổ phần đến bây giờ Vũ rất là tự hào, đi đâu cũng vậy, có con không có thì thôi, chứ nếu mà có con của mình thì mình khi nào hãnh diện đấy. Hãnh diện một điều là con mới học lớp 7 thôi mà đã tạo ra được một cái gia tài, mà chính con là làm, mà ba chỉ là hỗ trợ thôi, ba chỉ là hỗ trợ con thôi, và con xứng đáng đã có được cái thành quả là 1,5 triệu cổ phần. Khi nào mà con có tài khoản thì ba sẽ chuyển cái số cổ phần này cho con, tạm thời là ba đầu tư vào cái tài khoản của ba, còn sau này con đủ 18 tuổi ba sẽ chuyển. Vậy thì cái này là một cái thời gian rảnh rỗi, đúng không ạ, một thời gian rảnh rỗi thôi, nhưng trong cái thời gian ngắn đó, đi sinh nhật đấy, mà con của mình cũng đã tạo ra một cái nguồn thu nhập mà rất nhiều người học đại học ra trường ngoài kia, đúng không ạ, thất nghiệp mà để mà có được một cái tài sản là 1,5 triệu đô la, thì Vũ nghĩ là cái này không có, đúng không ạ, không có.
À, vì vậy là hãy tận dụng cái thời gian rảnh rỗi của cả nhà, và chúng ta chọn một cái công việc gì đấy nó phù hợp với kể cả con cái này, vợ chồng. Có một cái công việc mà bất kỳ lứa tuổi nào, mình phải chọn nha, bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể làm việc được cùng nhau, thì nó tạo cái gia đình, nó tạo sự gắn kết, tạo sự gắn kết. Và lúc đó chúng ta là tương tác được với con cái. Nó đến giờ này là Vũ rất là hạnh diện. Khi nào đi đâu không có con thì thôi, chứ có con là khi nào Vũ cũng rất là tự hào. Và cậu ấy là chưa dừng lại, đúng không ạ? Cậu đi đâu thì cậu cũng chia sẻ, mà chia sẻ thật lòng thôi. Mà giờ là một cái trong một cái thời đại là phẩm. Vì vậy là tài là không có đợi tuổi. Vì vậy là chúng ta đừng có xem thường con cái. Chúng ta đừng xem thường con cái, nhất là những người đàn ông như Bụng ha. Mình có nhiều lúc đó là mình nghĩ là mình phải làm, chứ vợ làm được gì, con làm được gì. Nhưng thật sự ra Vũ rất khâm phục con của Vũ. Mới học lớp 7 thôi, mà cái thời Vũ học lớp 7 thì Vũ đi rừng ấy, thì một ngày bán một khối củi cho lò gạch ấy, thì bán 40.000 thôi. Một ngày đi 3 khối bán được 120, đủ ăn thôi. Chứ làm gì mà có một cái tài sản mà 1 triệu rưỡi đô la. Cái năm mà Vũ 28 tuổi thì lúc đó Vũ mới có là 3 triệu đô. Năm 28 tuổi nhé, chứ không phải là học lớp 7, đúng không? Ra trường, sau khi ra trường là hơn 6 năm Vũ mới tạo ra được một cái tài sản như thế. Mà cái tài sản đó không cầm nắm được, nó chỉ nó nằm ở sổ công nợ này, và nó nằm trên giấy đấy, và đất đai, nhà cửa rồi xe cộ. Chứ còn mà để mà kiếm một khoản dư ra, đúng không ạ? Vậy thì một đứa trẻ học lớp 7, đúng không ạ, giờ học lớp 11 là 4 năm thì Vũ cho là 12 với thêm là 4 năm đại học đi, 5 năm nữa. Chỉ cần IPO, đúng không ạ? Chỉ cần IPO lên sàn 10 đô thì con của Vũ nó đã có 15 triệu đô. Đúng không ạ? 15 triệu đô là cũng là bằng một cái khối tài sản của Lý Nhã Kỳ rồi đó, gần bằng tài sản Lý Nhã Kỳ. Đó là nói 10 đô thôi. 20 đô thì như thế nào? 30 đô thì như thế nào? Đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Vì vậy là cố gắng tận dụng cái thời gian rảnh rỗi của cả nhà, huy động cái nguồn lực, làm sao kiếm một cái công việc nào đó nó phù hợp để chúng ta dành cái thời gian rảnh rỗi và cùng làm với nhau. Đó là một cái lời khuyên thứ hai. Cái lời khuyên thứ ba là khi chúng ta họ kêu bán bà con xa mua láng giềng gần, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta sống mà có hàng xóm láng giềng, đúng không ạ, gắn kết tuyệt vời lắm. Tối đưa lửa tắt đèn có nhau, đúng không ạ? Có miếng mồi nhậu mồi ngon, hú cái hàng xóm qua ngồi tâm sự vui và nương tựa với nhau. Vậy thì cái bà con ấy thì lâu lâu thôi, nó ở xa mà, đúng không? Không thể nào mà sát sao như hàng xóm được. Vì vậy là chúng ta cũng cố gắng kết nối hàng xóm. Chứ Vũ thấy trong cái thời đại bây giờ mở cửa ra nhìn nhau đấy, không chào nhau một tiếng, nhà sát vách luôn. Và có một cái việc gì quan trọng chứ, chứ còn mà cái chuyện hàng ngày hình như là không nói chuyện với nhau. Mà Vũ cũng đã là sống như thế. Tại vì là Vũ là ở từ cái vùng nông thôn. Vũ sinh ra và lớn lên là ở thôn Sơn Trà, quận xã Bình Hòa, huyện Gromana, tỉnh Đắk Lắk. Thì hồi mà lúc là đúng mình ở thôn quê thì nó khó khăn thật, kiếm đồng tiền nó khó lắm. Nhưng mà tình cảm từ làng đến cuối làng, đúng không ạ? Cái hồi mà Vũ nhớ là sướng nhất là những cái ngày mà làng mình có đám cưới. Làng mình có đám cưới vui lòng. Nào là người ta kéo lên rừng chặt cái cây đùng đình, rồi đi mượn ghế bàn, đi mượn hết, nhà ai có bàn dài với ghế dài là đi
vác về. Đã làm xong tiệc đó là cả làng đó là đi trả. À, và khi đi là nhớ cầm cục phấn, ghế là nhà của ai, của ai, ai đánh dấu, vui lắm. À, vậy thì trong cái thời đại này, à, nó phát triển quá nhanh, đúng không ạ? Và có nhiều lúc là chúng ta ở cùng một cái khu chung cư, đúng không ạ? Có mấy chục tầng, và một tầng có mấy chục nhà, ngày nào cũng đã vào thang máy, nhưng mà thật ra có ai chào nhau đâu, đúng không ạ? Quá chào nhau, cứ vào cái cắm mặt vô điện thoại xong cứ bấm cái thang cái đi sau. À, vì vậy là mình cố gắng, mình sống bất cứ chỗ này. Đó, Vũ mới ra Đà Nẵng 3 năm thôi, nhưng mà hàng xóm của Vũ nói thật sự ra rất tuyệt vời. Đó, như là bạn Đông này, Đông Vi này, đó, rồi bạn Tình Hoa này, rồi bạn Tâm Loan này, rồi bạn Tâm Linh, đó anh chị Tâm Linh này. Rất là nhiều bạn đó, rất là nhiều bạn mở mắt ra cái alo cà phê, rồi tập hợp đi cà phê, đúng không ạ? Và trong lúc cà phê chúng ta trao đổi những cái công việc thường ngày đó, chiều chiều lại đó, nếu mà ngày đó làm việc có kết quả tốt, alo anh em ngồi tí, nó rất là vui đó, nó rất là vui đó. Và khi chúng ta và hàng xóm có cùng một cái công việc, có cùng cái mục tiêu để phấn đấu, có cùng một cái lý tưởng, đúng không ạ? Thì không còn gì bằng. Đó, vậy thì tại sao chúng ta không bỏ thời gian công sức ra, đúng không ạ? Để chúng ta thực hiện cái điều đó. Ai cũng khát khao hết mà, đúng không ạ? Có ai muốn là gặp mặt mà không chào đâu, đúng không? Họ kêu là một lời chào cao hơn mâm cỗ. Thế tại sao là chúng ta lại suốt ngày là sống trong chung cư rồi, sống trên thành phố đó, là nó không có tình cảm như dưới quê, mà chính chúng ta là không phá vỡ cái tảng băng đâu. Chúng ta nên, nếu chúng ta không muốn gặp nhau mà cứ là cắm mặt vô điện thoại, gặp nhau không chào, ngày nào cũng gặp nhau nhưng không chào nhau một tiếng, thì quý cô chú anh chị em á, nếu mà ai mà trong cái tình cảnh này thì từ ngày mai, đúng không ạ, chúng ta mở cửa bước ra, gặp ai chúng ta nở nụ cười đi, đúng không? Có sao đâu. Oh hello, xin chào. À, một tiếng vậy thôi nó sẽ phá vỡ cái không khí nặng nề đó đi, và tạo ra một cái không khí nó đầm ấm, và chúng ta cố gắng, đúng không? Nếu như quý của chú anh chị mà đã là cổ đông cũng như là làm đối tác với quỹ, thì Vũ khuyên nên rủ hàng xóm của mình. Không nhiều, đúng không ạ? Không nhiều, không cần nhiều, chỉ cần đầu tư 50 đô, đúng không ạ? Và cùng nhau là khi nào rảnh, đúng không ạ? Khi nào rảnh thì chúng ta bắt tay vào làm chung đó. Có chung một cái câu chuyện, có chung một cái công việc đó, có chung một mục tiêu, thì nó thật hàng xóm tuyệt vời, đúng không ạ? Đó là cái lời khuyên của Vũ, lời khuyên thứ ba. Cái lời khuyên thứ tư là chúng ta nhắc đến tiền, đúng không ạ? Không biết làm sao chứ Vũ đi làm á, là Vũ thấy như thế này. Khi mới gặp nhau, chưa biết nhau ấy, mới gặp nhau thôi là khoe dữ lắm. Người mà mới gặp nhau mà mặc cái bộ đồ vest đúng không, bước từ xe hơi bước xuống tất cả một cái hoành tráng, nhưng mà nhắc đến hai từ đầu tư thì bắt đầu là không có tiền. Lúc đó bắt đầu rên với than đủ thứ. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn cải thiện được thì chúng ta không còn cách nào khác, chúng ta phải cắt ra. Không có thì cũng phải làm sao cho nó có một cái khoản nhỏ, đúng không ạ? Ngoài cái công việc cũ, họ kêu làm cái công việc cũ thì đừng bao giờ mơ là có kết quả mới mà, đúng không? Làm công việc cũ thì không bao giờ có kết quả mới. Và chúng ta muốn cải thiện thì không còn cách nào khác, chúng ta phải trích ra một khoản ra. Ví dụ như là tháng này là thu nhập 10 triệu, chi tiêu nó không đủ. Vậy thì nếu chúng ta không có sự thay đổi thì chúng ta tháng sau cũng không đủ, mà tháng sau nữa cũng không đủ, và suốt đời nó như thế. Vậy thì đường nào cũng không đủ. Vậy thì tại sao chúng ta không ngắt ra một cái khoản nhất định luôn, đúng không ạ? Ngắt
chịu đau, chịu khổ một tháng hay vài tháng đi, chúng ta ngắt ra một cái khoản để chúng ta làm một cái công việc gì đó mà nó khác cái công việc cũ đi, thì với mong là cải thiện được, đúng không ạ? Thế có nhiều người là từ tháng này qua tháng nọ, từ năm này qua năm nọ, làm trước gọi là hụt sau, tiền vào mới vào thôi nhưng mà chi chập cái hết tiền. Vậy thì làm sao chúng ta phải là thay đổi, đúng không? Chúng ta phải đặt câu hỏi, chúng ta thay đổi thay đổi như thế nào để có một cái cuộc sống càng ngày nó càng ổn định và phát triển. Chứ còn nếu chúng ta cứ làm công việc cũ thì chắc chắn là không có kết quả mới được, đúng không? Và chúng ta tự ngồi nhẩm được. Ví dụ như là chồng hay vợ có thu nhập tổng cộng là 15 triệu một tháng. Vậy thì một năm là bao nhiêu? 10 năm là bao nhiêu? Đúng không ạ? Chúng ta tự tính được. Và cầu sao đừng có biến cố. Vậy thì Vũ khuyên là nên cắt hẳn ra một cái khoản vốn để chúng ta làm ăn. Ngoài cái việc công việc cũ. Đó là lời khuyên của Vũ. Cố gắng chúng ta ngắt ra một khoản. Mạnh dạn ngắt ra một khoản. Mà khi chúng ta làm ăn kinh doanh buôn bán là tuyệt đối là không được động vào, đúng không? Cứ làm ngắt ra một khoản đó, mà cái khoản đó là cái khoản thu nhập phụ. Nhưng chắc chắn một thời gian dài, có thể 3 tháng, có thể 6 tháng, có thể 1 năm, mình nhìn lại thì đó là một cái khối tài sản khổng lồ. Mà có khi là cái nghề tay trái đó có khi nó quyết định luôn quyết định luôn, nó còn vượt trội hơn là cái nghề tay phải. Vì vậy là cố gắng, nếu mà chúng ta muốn cải thiện cái thu nhập thì chúng ta cắt hẳn ra một cái khoản cắt ra một cái khoản vốn để chúng ta chuyển hướng, và tuyệt đối không đụng lên kế hoạch 3 năm 5 năm. Làm sao mà cái khoản mà ngắt đấy nó phát huy hiệu quả. Thì cái vấn đề này ai muốn mà hiểu sâu hơn thì Vũ có thể cầm tay chỉ việc, và Vũ dám chắc là trong vòng 3 tháng sẽ có sự thay đổi ngoạn mục. Sẽ có sự thay đổi ngoạn mục. Vũ chưa thấy ai mà tập trung 3 tháng mà thất bại cả. Cái nữa là cái mà lời khuyên thứ năm là thời đại này là cái thời đại là thông tin rồi, đúng không ạ? Thời đại thông tin rồi, chứ không phải như hồi xưa nữa. Ví dụ như hồi xưa mình muốn mở cửa hàng thì mình đi tìm mặt bằng, đúng không? Hoặc hồi xưa là thiên thời địa lợi nhân hòa, đúng không? Nó phải hội tụ đủ. Nhưng thời này nó khác. Thời đại của công nghệ và Internet, nếu chúng ta không xây dựng được một cái thương hiệu cá nhân thì chúng ta kiếm tiền rất vất vả, cực kỳ vất vả. Vậy thì chúng ta cố gắng tận dụng các mạng xã hội như TikTok nè, Facebook nè, đúng không? Messenger nè, YouTube đó. Chúng ta làm sao để xây dựng được một cái thương hiệu cá nhân để làm gì? Khi các bạn, khi quý của chú anh chị em đã có thương hiệu cá nhân rồi thì làm gì cũng được, đúng không? Làm gì cũng được. Vũ nói đơn giản thôi, ví dụ như lọc phụ hồ, đúng không? Một cái nghề là nghề xây dựng thôi, phụ hồ thôi. Nhưng khi tạo ra được thương hiệu cá nhân thì người ta kiếm tiền dễ không ạ? Cực kỳ dễ, đúng không? Cực kỳ dễ. Hoặc là Vũ cũng hay theo dõi về cái gì mà sumo nhỉ? Nó ăn thôi, cái một cái biệt tài ăn thôi, ăn từ Mỹ ăn về, đúng không? Bây giờ cô đấy thì làm cái gì cũng được. Khi đã tạo ra được cái thương hiệu cá nhân thì chúng ta làm gì cũng được. Đó, tại sao chúng ta không có để ý cái này và không tập trung để xây dựng cái thương hiệu cá nhân?
và xây dựng thương hiệu cá nhân á, thì rất nhiều cái lớp học. Nhưng mà Vũ á, thì theo Vũ nghĩ á, thì mình có gì mình nói đó. Thứ nhất là thông tin cá nhân là phải công khai, mình làm gì, ngày tháng năm sinh, số điện thoại Gmail, mình đang ở đâu, và mình cho người ta biết hết. Bởi vì trên mạng xã hội nó rất là phức tạp, đúng không? Như Vũ cũng vậy, giờ rất là đau đầu, người ta mượn cái hình ảnh người ta đi lừa đảo, mà mình á, là xây dựng thương hiệu cá nhân, mình đi kiếm thật tiền thật cái tính khó gì mà khó. Nhưng ngày nào đi nữa, ngày đó là cũng có cái tin nhắn: anh ơi, cái Facebook này có phải của anh không? Em bị lừa 800 triệu, em bị lừa 300 triệu, em bị lừa 500 triệu. Thấy mọi người thấy không? Đó, nó lợi dụng cái hình ảnh của mình thôi mà nó đi kiếm tiền cái kiểu đó đấy. Rất là đau lòng, đúng không ạ? Rất là đau lòng. Nhưng mà cái gì? Nói lên cái gì? Cái này nói lên điều gì? Thì khi mà chúng ta xây dựng được cái hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội rồi, thì chúng ta rất dễ dàng kiếm tiền, đúng không ạ? Đấy, rất dễ dàng kiếm tiền, tạo cái nguồn thu nhập rất dễ dàng. Đó, thì Vũ khuyên cái thời đại này rồi, thì chúng ta đã là đối tác của UT thì cố gắng làm sao xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình trên mạng xã hội. Rất nhiều anh chị em là họ tên thôi, đúng không ạ? Đó, như giờ đây rất là nhiều anh chị em đấy là ở trong này, nhưng mà nó có cần... đây, ví dụ như là Thủy Mai UT đấy, một cái thương hiệu cá nhân ngay, đúng không ạ? Thủy Mai UT có họ, có dấu để mình đọc. Đoàn Hòa, ví dụ anh Nguyễn Phi Hùng, đúng không ạ? Vua Sầu Riêng ở Đắk Sông, hoặc là Nguyễn Tú Lại đó. Còn đây là Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Ngọc Quý là không giấu, đúng không ạ? Và Nguyễn Ngọc là viết sát nhau này. Ví dụ đó, làm sao mà khi cái tên mình, đúng không ạ, cái tên, cái nickname ở trên Facebook hoặc trên đi, mà nhiều người họ dịch không được. Mình là người Việt Nam mà, mình cứ ghi thẳng, ví dụ như là em gái Triệu Điệp đó, Triệu Điệp. Chứ giờ mình mà ghi không giấu nó đọc có thể là Diệp, đúng không ạ? Có thể là Diệp. Vì vậy là khi mà chúng ta muốn cải thiện được cái thu nhập của chúng ta thì chúng ta không còn cách nào khác. Cái thời đại này cách nhanh nhất là xây dựng cái hình ảnh cá nhân, xây dựng cho mình một cái thương hiệu riêng. Cũng có thể là nó lâu, có thể là mất 3 tháng, có thể mất 3 năm. Nhưng khi chúng ta đã khẳng định được, chúng ta đã có cái nhân hiệu rồi, cái thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội rồi, thì nó rất là đơn giản. Vũ không phải tự hào, nhưng đến giờ này Vũ đặt mục tiêu là cứ một ngày là có một tài khoản. Và một tài khoản nó không cần đầu tư lớn, chỉ cần 50 đô, 100 đô thôi. Khi mà người ta đã đầu tư thì lúc đó là mình hàng ngày mình chăm sóc, mình gửi tài liệu và làm sao cho những cái người đó có được cái kiến thức, có được cái tư duy. Sau này một thời gian, một hai tuần người ta nghiên cứu kỹ thì lúc đó người ta mới mạnh dạn, người ta mới đầu tư gói lớn được. Và ngày nào Vũ cũng có đó, như sáng giờ là cũng có hai cái chứng minh có hai cái chứng minh gửi về nhờ là lập dùm tài khoản. Vậy thì có nên, nếu mà ai chưa xây dựng được thương hiệu cá nhân thì Vũ khuyên là nên xây dựng ngay để mà chúng ta cải thiện được cái thu nhập. Thì đường nào mình cũng là lên Facebook rồi, đúng không ạ? Đường nào mình cũng lên mạng xã hội rồi, tại sao chúng ta không có xây dựng cho mình một cái thương hiệu? Vì vậy là nếu như mà quý cô chú anh chị em để ý, Vũ cứ đăng 2-3 bài 4-5 bài vậy đó là có cái mặt. Có rất là nhiều người đăng bài nhưng mà Vũ tìm từ tháng này qua tháng kia không có ảnh đại diện, không có ảnh đại diện, không nhìn thấy. Thì làm sao mà những khách hàng tiềm năng trên Facebook tin tưởng mình được?
cứ đăng con tàu thôi, cứ đăng công việc thôi. Còn cái hình ảnh của mình không đăng. Cái hình ảnh đại diện á thì lấy cái hình ảnh con. Ta thấy nó vô lý không? Vậy thì ai tin tưởng mình để mà liên hệ với mình, để mà xin đầu tư, xin tư vấn, xin hỗ trợ. Vì vậy là Vũ khuyên các anh chị em đã là muốn xây dựng cái thương hiệu cá nhân, không còn cách nào khác. Chúng ta phô hết ra, ngày tháng năm sinh, đúng không ạ, quê quán, thường trú, số điện thoại, Gmail và tất cả các kênh. Ví dụ mình có kênh TikTok thì mình đính vào, có kênh YouTube mình đính vào, để gì người ta đây là người thật việc thật. Thì lúc đó người ta mới đặt vấn đề, đúng không ạ? Người ta mới hỏi có ai online không, có ai có thể là bạn cho tôi biết cái doanh nghiệp của bạn thêm không. Chứ giờ mà lướt qua không thấy hình ảnh mình đâu cả. Cái tên, đúng không ạ? Ví dụ như là cái tên Nơi Ấy Bình Yên đi. Cái tên Nơi Ấy Bình Yên là cái tên có nghĩa là mình không biết là như thế nào. Mình đặt để mà mình làm á, làm việc á, thì chắc chắn phải là họ và tên đầy đủ. Nếu như có tên thường gọi nữa thì càng tốt, đúng không ạ? Mà Vũ đang cố gắng làm sao, như hồi xưa Vũ làm nông nghiệp thì đi bất cứ đâu, cho dù là đám hỏi, đám cưới, đám tang, Vũ ngồi đâu thì cũng nói một chủ đề duy nhất là nông nghiệp mà thôi. Đấy. Đến giờ này Vũ đốt thuyền 3 năm thì Vũ ngồi đâu, bất kỳ với ai như thế nào cũng nói về UST mà thôi. Không có một cái đó. Nếu như chúng ta không xây dựng thương hiệu cá nhân, người ta đâu có biết mình làm gì. Không biết. Nhưng mà trong vòng 3 năm Vũ dám khẳng định là trên Facebook cũng như Zalo cũng như TikTok, ai gặp Vũ cũng biết Vũ UST, Vũ UST đây rồi. Và họ gặp mình, họ chỉ nói UST mà thôi. Có thể là những cái tiêu cực, cái thằng đó đa cấp, nhưng cũng là một cái thương hiệu cá nhân, cũng là thương hiệu. Chẳng qua họ chưa hiểu gì, họ phán vậy thôi. Cho đến khi họ hiểu rồi lại khác. Và Vũ uống cà phê cũng thế, ăn trưa cũng vậy, ăn tối cũng vậy, giao lưu bất cứ, ngồi ở một cái mầm nào, họ làm công việc gì mình không biết, với mình ngồi đâu họ cũng nói về UT mà thôi, không nói chủ đề khác. Đó, vậy thì các anh chị em nếu muốn làm đối tác tốt, không còn cách nào khác, phải xây dựng được cho mình cái thương hiệu cá nhân. Thương hiệu cá nhân. Chứ giờ mà chúng ta đi làm đối tác, đúng không ạ, mà cái thu nhập chúng ta không ổn định, thu nhập chúng ta không có, thì làm sao mà tồn tại được, đúng không? Thì làm một thời gian rồi cũng nản rồi, cũng phải đi làm công việc cũ thôi, đúng không? Chứ giờ làm công việc mới nó khó quá, chứ giờ làm sao mà tồn tại, thì không còn cách nào khác ngoài quay về cái công việc cũ. Vì vậy là nếu anh chị em nào làm một thời gian dài mà chưa có sự thành công, chưa có bước tiến bộ, chưa cải thiện được nguồn thu nhập, thì Vũ khuyên các anh chị em nên đi học, nên gặp những cái, gặp tuyến trên của mình, để mà tìm ra cái phương án, tìm ra cái giải pháp làm sao chúng ta cải thiện cái thu nhập của mình, đúng không ạ? Thì chúng ta có thu nhập cái đã, có thực với vật được đạo, đúng không ạ? Giờ chúng ta đi làm 3 tháng mà không ra tiền, không có thu nhập, thì chúng ta không thể nào trụ được, đúng không ạ? Mà không trụ được thì quay về công việc cũ. Đó, vậy thì khi mà muốn cải thiện cái thu nhập thì cố gắng ha. Đó là cái lời khuyên thứ 5. Cái lời khuyên thứ 6 thì chúng ta cố gắng tận dụng triệt để các đòn bẩy. Như ngày hôm qua mình live stream thì có bạn Tâm Nguyễn là gì? Comment là hãy cho tôi một điểm tựa, tôi nâng bổng quả đất này lên. Đó là một cái lời nói của một người cách đây 300 năm. Đúng không? Hơn 300 năm rồi. Archimedes nói câu này 300 năm. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi nâng bổng quả đất này lên.
Vậy thì nếu chúng ta chỉ cứ dựa vào những cái đồng tiền vốn của chúng ta, ít ỏi của chúng ta, dựa vào sức khỏe của chúng ta, rồi dựa vào là một ngày 24 tiếng, thì làm sao, đúng không? Làm sao chúng ta là bứt phá được cái thu nhập của mình? Thì cũng không còn cách nào khác. Chúng ta muốn bứt phá thì chúng ta phải tận dụng triệt để các đòn bẩy. Chứ nếu chúng ta không sử dụng đòn bẩy, đúng không ạ? Chứ ngày 8 tiếng thì cứ đi, cái sáng cấp cập lên, chiều cấp cập về, đúng không? Lương trung bình ở Việt Nam thì cao 10 triệu hết. Nhưng nếu chúng ta biết sử dụng đòn bẩy thì nó lại khác. Có thể là bật lên là 10 triệu, từ 10 triệu bật lên 20 triệu một cách đơn giản, thậm chí 100 triệu một cách bình thường, nếu chúng ta sử dụng đòn bẩy, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta làm kinh tế thì chúng ta phải tận dụng triệt để tất cả các loại đòn bẩy. Rồi, cho Vũ xin nha, xin một phút. Các anh chị em, ai sử dụng cái đòn bẩy hiệu quả, đòn bẩy mà mình đã từng sử dụng nha, comment chia sẻ với 42 người đang theo dõi, được không ạ? Nếu quý cô chú anh chị em đã biết sử dụng cái đòn bẩy và tạo ra một cái nguồn thu nhập mà cải thiện được cái cuộc sống gia đình mình, thì cũng nên chia sẻ, được không ạ? Cũng nên chia sẻ với tất cả mọi người. Không biết chị Nơi là có chia sẻ cái đồng bẩy của chị sử dụng không ạ? Chào chị Nơi. Chị em mình đó là biết nhau cũng qua một cái kênh, đúng không ạ? Biết nhau qua một cái kênh là đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Và Vũ biết chị Nơi là năm 2019. Và lúc đó, đúng không ạ? Lúc đó là Vũ đi thị trường Gia Lai cùng với vợ chồng Lý Mao. Thì lúc đó là chị Nơi là đầu tư, đã đầu tư rồi, và đầu tư trước Vũ được kia. Mà đến giờ này chị là một người lãnh đạo rất là xuất sắc. Và cả gia đình chị đầu tư, và kể cả con gái của chị cũng là làm đối tác cực kỳ thành công với UBT. Ai đã từng sử dụng đòn bẩy để cải thiện cái nguồn thu nhập của gia đình, và cho Vũ biết cái đòn bẩy của mình sử dụng là đòn bẩy gì ạ? Ai có thể comment không? Chia sẻ không? Đừng quá ích kỷ. Nếu mà đã có chiêu rồi thì phải chia sẻ nha. Mạnh dạn tương tác ạ. Và Vũ đang live stream thì có rất là nhiều người sau này mới vào. Thì cho Vũ xin chào nha. Xin chào hết tất cả các anh chị em vào sau nha. Ôi, chào Vũ Khắc Quyết nha. Đây là em trai mà Vũ gặp cái thời mà khi Vũ đi tìm hiểu ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đó, lúc đó là Vũ Khắc Quyết chưa lấy vợ và đang độc thân. Đến giờ này là em ấy đã cưới vợ và có một đứa con rất là khấu khỉnh. Đòn bẩy ở đây là mọi đòn bẩy, nếu chúng ta mà đi tìm, đúng không ạ, thì nó khó lắm. Chúng ta có cái đòn bẩy nào, chúng ta cứ sử dụng triệt để đi. Ví dụ như là đòn bẩy của mối quan hệ, được không ạ? Mình thì ít mối quan hệ, nhưng phải tìm ra những mối quan hệ chất lượng, ít thôi nhưng chất lượng. Hoặc cái giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ, đúng không ạ? Vậy thì mình phải dùng cái đòn bẩy của bạn, được không? Được. Và Vũ cũng đã từng sử dụng. Tại vì khi mà mình làm đối tác trong một cái thời gian đầu thì đó là những mối quan hệ đã quen biết trước đây mà mình đã xây dựng. Còn khi mình khai thác hết cái công hết rồi, đúng không ạ, khai thác hết cái mối quan hệ cũ rồi, vậy thì khách hàng ở đâu? Vậy thì
mình lại xuất hiện, đúng không? Hay xuất hiện, ví dụ bạn mình nó uống cà phê ở đâu, bạn nha, chứ không phải bè, bạn mình nó uống cà phê ở đâu thì mình cũng, bạn ơi bạn uống cà phê ở đâu, ở đây mình cũng ra. À, vậy thì khi mà mình ra ngồi uống cà phê với bạn mình thì bạn của bạn mình, đúng không ạ, bạn của bạn mình rất nhiều, cực kỳ nhiều. Và khi chúng ta xuất hiện thì chúng ta giao lưu, bắt cầu, đúng không, lấy số điện thoại, chúng ta tương tác là bình thường. Vì vậy là sử dụng cái đồng bảy mối quan hệ cũng cực kỳ hiệu quả. Và thậm chí là những cái người bạn của mình, những ông anh của mình, thứ nhất là ông có cái tiếng nói trong xã hội, có chân đứng, chỗ đứng trong xã hội rồi. Ví dụ như là Vũ chạy lên cầm tung tư vấn cho chị ca sĩ Siplat. Nếu như mà Vũ không có mối quan hệ, đúng không, với là Iman hờ mất, thì Vũ làm sao kết nối được với chị là Siplat? Không thể. Ở vậy thì thông qua mối quan hệ của bạn mình, em mình, anh mình, chị mình, thì mình cũng có thể mở rộng ra được cái mối quan hệ. Mà một cái đòn bẩy đó nó cực kỳ là hiệu quả, đúng không ạ? Tại vì bạn của mình là nó cùng tần số rồi. Bạn nha, đây là Vũ nói bạn nha, chứ Vũ không nói bè. Bạn là khi bạn của mình cùng tần số với mình thì chắc chắn là bạn của bạn đấy thì cũng là cùng tần số, chắc chắn cùng tần số. Vì vậy là chúng ta nên tận dụng. Và chúng ta cái đòn bẩy là công nghệ, đúng không? Thời gian này, cái thời đại này, nếu các bạn, nếu các anh chị, đúng không, muốn làm một cái video và trong vòng cái thời gian ngắn thôi, làm sao ra được một cái video ngắn, chất lượng, mà tốn ít thời gian nhất, để còn mà thời gian mà còn lo cơm lo nước, lo chồng lo con, đúng không? Vậy thì chúng ta cũng cố gắng tải app về để mà chúng ta tận dụng được cái đòn bẩy là công nghệ. Giờ người ta nghiên cứu rồi và chúng ta giờ chỉ có áp dụng thôi. Mà Vũ cũng đã chỉ cho rất nhiều anh chị em. Tại vì sao chúng ta không thể nào một thời gian ngắn chúng ta đọc thuộc hết một cái bài dài dằng dặc được, và chúng ta đứng trước màn hình chúng ta nói được. Nhưng nó có một cái app, nếu quý cô chú anh chị em tải về đó, và soạn thảo nội dung, bấm cái là nó chạy chữ lên nó chạy chữ lên, xong rồi mình nhìn chữ mình đọc đó, mình xuất ra video thì nó lại không hiện cái dòng chữ đó, giống như là mình đang ngồi nói với mọi người như thế này, nhưng không có một cái dòng chữ nào. Vậy thì khi mà chúng ta tận dụng được cái đòn bẩy đấy thì chúng ta cứ mỗi ngày chúng ta có một video mà làm chưa quá 5 phút, đúng không ạ? Và chúng ta truyền đạt được cái thông điệp của mình đến với cộng đồng của mình thì nó rất là nhanh. Mà chúng ta không sử dụng cái đầu bẫy đó mà chúng ta cứ bật cái video trong máy điện thoại lên rồi chúng ta tương tác, chúng ta bắt đầu là làm video thì chắc chắn sẽ phóc, và chúng ta phải cắt ghép rồi chúng ta phải đưa qua CapCut, đúng không? Cắt từng đoạn, rất mất thời gian. Thì cái này á, thì ai muốn thì cứ nhắn tin riêng, Vũ sẽ chuyển tên cái app qua cho. Đấy. Và trong vòng tích tắc, mọi người có thể là xuất ra video trong vòng 5 phút là có một video chất lượng luôn. Thì chúng ta cố gắng sử dụng đầu bẫy triệt để. Cái nữa là chúng ta gì, như tỷ phú Lý Gia Thành nói, chúng ta mà đang khó khăn, đúng không ạ, thì chúng ta phải bươn ra ngoài. Nhưng khi nào chúng ta có tiền thì chúng ta lại thu lại, đúng không ạ? Vậy thì muốn cải thiện cái thu nhập của mình thì chúng ta phải đi ra thôi. Cứ mỗi ngày thì chúng ta cố gắng giao lưu với một người ở một cái lĩnh vực mới,
hoặc là mỗi tuần, mỗi tháng chúng ta phải bước ra thôi. Chứ còn mà chúng ta cứ ở rú rú trong nhà hoặc là làm cơ quan, chúng ta chỉ biết xếp rồi dưới lính trong cơ quan thôi, nó bó trong một cái khuôn khổ nào đó, thì chúng ta không thể cải thiện được cái thu nhập đó. Tại vì mình á, đúng không, người ta thu nhập 5 triệu thì bày cho mình là thu nhập 5 triệu. Chúng ta sao chép cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào trên 5 triệu, đúng không ạ? Không thể. Vậy thì chúng ta phải cố gắng thay đổi cái môi trường. Mỗi ngày chúng ta gặp một cái người mới ở một cái lĩnh vực mới, có thể là họ không giúp gì nhiều cho chúng ta đâu, nhưng mà có nhiều lúc mình ngồi nhà mình nghĩ hoài đâu có ra. Nhưng mà mình gặp những người mới, họ có những cái góc nhìn, họ có những cái kiến thức, đúng không ạ? Và chỉ cần là trong chục câu nói, người ta chỉ cần một câu nói thôi là đủ, tự nhiên nó khai sáng cho mình, đúng không ạ? Nó khai sáng cho mình. Ôi chào cô giáo hồi nãy là nó mới nhắc đến vợ chồng Phương Thủy, giờ là không biết là cô giáo Thủy hay là anh Phương đang xem. À chắc là cô giáo Thủy. Rồi chào cô giáo nha. Thì đó là những cái mà Vũ muốn chia sẻ với quý cô chú anh chị em. Những cái bước căn bản để chúng ta cải thiện được cái thu nhập cá nhân của mình, cải thiện cái thu nhập cho gia đình mình. Thì nếu như quý cô chú anh chị em nào chưa có cổ phần OT này, chưa có làm đối tác OT, mà muốn cải thiện được cái nguồn thu nhập của mình trong thời gian ngắn, thì liên hệ với Vũ qua số Zalo nhé. Thường thường gọi điện thoại mà điện thoại lạ là Vũ không bắt máy, vì vậy là chỉ có kết bạn Zalo rồi mình đồng ý xong thì lúc đó là chúng ta giao lưu qua Zalo, thì Vũ có thể hỗ trợ qua Zalo được. Số điện thoại của Vũ là 0987 590 266. Đấy. Nếu quý cô chú anh chị em nào muốn cải thiện cái thu nhập thì liên hệ qua số điện thoại Vũ đọc lại nhé, kết bạn Zalo nhá, 0987 590 266. Thôi bữa livestream hôm nay kết thúc tại đây ha. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã theo dõi cũng như thả tim, thả like và chia sẻ cái livestream này, cảm ơn rất nhiều. Rồi hẹn gặp lại. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.